Trường sống ngày càng khắc nghiệt, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, tâm lý chủ quan trước bệnh tật là những yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người. Làm thế nào để hiểu đúng, phòng ngừa đúng, phát hiện và điều trị kịp thời diễn biến bất thường của cơ thể? Truyền hình Quốc hội Việt Nam thực hiện chương trình tư vấn trực tiếp sức khỏe của bạn với khách mời là những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực y tế. Để được thông tin chi tiết về chương trình, quý vị và các bạn gọi đến số hotline của chương trình 1900 3365. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể xem trên website quốc hội tv.vn. Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp đang được phát sóng trên kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủ đề đường huyết lên xuống thất thường, không ổn định và nguy cơ mắc biến chứng tiểu đường. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường hiện nay vẫn là một căn bệnh mạn tính, lại vô cùng nguy hiểm với rất nhiều biến chứng có thể cướp đi tính mạng của người bệnh bất cứ lúc nào. Tiểu đường được đặc trưng bởi chỉ số đường huyết ở trong máu luôn ở ngưỡng cao, nhưng cũng có những bệnh nhân gặp phải tình trạng là đường huyết lên xuống thất thường, lúc quá cao, lúc lại quá thấp. Điều này khiến cho người bệnh có thể phải đối mặt với những biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường, bởi hạ đường huyết là chưa đủ, đường huyết phải hạ về mức an toàn và quan trọng đó là ổn định. Để làm rõ được hơn vấn đề này thì ngay bây giờ mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay với sự tư vấn của chuyên gia trong chương trình. Và xin được giới thiệu với quý vị tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, là người sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để với chương trình. Vâng, xin chào MC Hương Quỳnh. Xin kính chào các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, để được bác sĩ giải đáp trực tiếp các câu hỏi liên quan đến bệnh tiểu đường, ngay thời điểm này thì quý vị và các bạn có thể gọi về số điện thoại quen thuộc của chúng tôi 1900 3365. Xin được nhắc lại số điện thoại để giúp quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ và từ đó nghe được những lời khuyên cho từng trường hợp bệnh cụ thể là số máy 1900 3365 quý vị nhé. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay có sự tham gia của nhãn hàng Boni Diabetes của Mỹ, không lo biến chứng bệnh tiểu đường. Boni Diabetes là một sản phẩm nhập khẩu nguyên lọ trực tiếp của Mỹ với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, gồm có các loại thảo dược như là dây thìa canh, mướp đắng, hạt mê thi, quế, lô hội kết hợp cùng với các nguyên tố vi lượng là manje, kẽm, selen, chrome và axit alpha lipoic. Điểm đặc biệt của Boni Diabetes là một sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa các nguyên tố vi lượng. Những nguyên tố vi lượng này nằm trong thành phần các enzyme chuyển hóa đường, từ đó sẽ giúp hạ và ổn định đường huyết cũng như chỉ số HbA1c, ngăn ngừa biến chứng tiểu đường. Khi sử dụng Boni Diabetes mang tới những hiệu quả như là giúp hạ và ổn định đường huyết về ngưỡng an toàn, ngăn ngừa tình trạng tụt đường huyết quá mức, giúp hạ và ổn định tốt chỉ số HbA1c, giúp giảm liều thuốc tây, liều tiêm insulin và từ đó sẽ giảm gánh nặng lên gan thận cho bệnh nhân tiểu đường, giúp phòng ngừa và giảm nhẹ những biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường trên tim, gan, thận, mắt và thần kinh, giúp hạ mỡ máu. Boni Diabetes được sản xuất bởi công nghệ microfluidizer, là một công nghệ siêu nano hiện đại bậc nhất trên thế giới tại nhà máy đạt chuẩn GMP của FDA, Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ, cũng như của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Boni Diabetes đã được kiểm chứng lâm sàng về hiệu quả tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Đông và hiệu quả hạ và ổn định đường huyết sau 3 tháng sử dụng cho kết quả tốt và khá lên tới 96,67% và không xuất hiện bất cứ một tác dụng phụ nào trong quá trình kiểm nghiệm. Và khi sử dụng Boni Diabetes, quý vị và các bạn có thể sử dụng với liều 4 viên một ngày. Sau 1 tháng thì sẽ thấy đường huyết giảm dần. Sau 3 tháng thì sẽ thấy đường huyết cũng như chỉ số HbA1c hạ và ổn định ở ngưỡng an toàn. Khi đó thì bệnh nhân có thể xin ý kiến bác sĩ giảm liều thuốc tây. Và theo chúng tôi được biết thì Boni Diabetes còn được vinh dự nhận giải thưởng sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam trao tặng qua các năm 2014, 2017, 2018, 2019 và 2021. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng để người bệnh tiểu đường có thể an tâm lựa chọn những sản phẩm uy tín, an toàn và hiệu quả cao. Đặc biệt, công ty dược phẩm Botania, công ty nhập khẩu và phân phối Boni Diabetes ở Việt Nam đã nhận được danh hiệu top 10 thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam năm 2021 do Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam trao tặng.
Và đặc biệt trong thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay, với 100 khách hàng đầu tiên gọi về số điện thoại miễn cước 18001044 sẽ được tặng ngay một hộp Boni Diabetes 30 viên khi mua 5 hộp Boni Diabetes 60 viên. Hương Quỳnh xin được nhắc lại số điện thoại miễn cước 18001044 để giúp quý vị có thể tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm Boni Diabetes cũng như đặt mua sản phẩm và có cơ hội tham gia vào chương trình khuyến mại đặc biệt ngày hôm nay quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết của chương trình. Và đến với câu hỏi đầu tiên thì thưa bác sĩ, nhiều bệnh nhân gặp phải tình trạng đường huyết lên xuống thất thường, không ổn định và lúc thì quá cao hay là lúc thì lại xuống quá thấp. Đường huyết dao động giữa các cái đợt tái khám cũng chênh lệch rất nhiều. Vậy thì cái nguyên nhân do đâu và cái điều này thì có làm nguy hiểm gì đến sức khỏe của người bệnh không ạ? Vâng. Thưa các quý vị, như chúng ta biết được là cái việc mà đối với bệnh nhân tiểu đường ấy, thì cái việc mà giữ cho cái đường huyết của chúng ta nó được ổn định ở cái ngưỡng an toàn ấy là điều vô cùng quan trọng, vì từ đó nó cũng sẽ giúp phòng ngừa này, cũng như là lúc làm giảm bớt những cái tiến triển nặng hơn của các cái bệnh lý tiểu đường, cũng như là nó cũng ngăn ngừa và nó làm giảm các cái biến chứng trên bệnh nhân đái tháo đường. Vâng, thế và theo những nghiên cứu của Hiệp hội đái tháo đường của Mỹ thì cũng đã cho thấy được cái mức an toàn đối với người bị bệnh tiểu đường ấy, thì là đầu tiên là cái đường huyết mà trước khi ăn, trước khi bữa ăn ấy, thì là nó tầm độ khoảng từ 5.0 đến 7.2, tức là 5.0 đến 5.2 milimol trên lít, và cái đường huyết mà sau ăn từ 1 đến 2 giờ thì nó tầm độ khoảng dưới 10 milimol trên lít. Và với cái đường huyết mà trước khi đi ngủ thì nó tầm khoảng 6.0 đến 8.3 milimol trên lít, thì đấy là các cái nồng độ đường ở trong máu nó như vậy thì nó sẽ giúp an toàn cho người bệnh. Vâng, và cái việc mà cái đường huyết tăng cao hoặc là hạ quá thấp thì nó gây nên rất nhiều những các cái biến chứng nguy hiểm. Đầu tiên chúng ta phải nói đến cái tình trạng mà đường huyết bị hạ thấp. Vâng, thì chúng ta biết là tất cả các cơ quan, các tế bào trong cơ thể muốn hoạt động được cần phải có cái năng lượng, và cái nguồn năng lượng này nó được lấy một phần chính là từ đường. Nên là chính vì vậy mà khi mà các cái đường huyết của chúng ta nó bị hạ thấp xuống thì nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, làm cho các cơ quan sẽ bị rối loạn. Và đặc biệt là trong đó có hai cái cơ quan, đó chính là não và hồng cầu. Nó sẽ nhờ hoạt động nhờ trực tiếp vào cái nguồn năng lượng được lấy từ đường gluco. Nên là chính vì vậy mà khi mà cái lượng đường ở trong máu nó bị sụt giảm ấy, thì nó sẽ làm cho có thể gây nên những cái tổn thương ở trên não và có thể dẫn đến tử vong nếu mà chúng ta không có những cái phát hiện và điều trị kịp thời. Vâng. Thế còn một cái tình trạng thứ hai đó tính là tình trạng tăng đường huyết. Vâng, chúng ta biết được là trong những các cái biến chứng ở tăng đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường thì nó sẽ có hai cái biến chứng. Thứ nhất là biến chứng cấp tính và thứ hai là những cái biến chứng mãn tính. Đối với biến chứng cấp tính thì đấy là những cái khi mà cái đường tăng cao ở trong máu ấy, thì chúng ta thấy là nó sẽ làm tăng cái áp lực thẩm thấu ở trong máu, cũng như là nó gây nên cái tình trạng nhiễm toan xê tôn, và với những cái tình trạng này sẽ làm cho bệnh nhân dẫn đến hôn mê và có thể tử vong nếu mà chúng ta không phát hiện và điều trị kịp thời. Và đây cũng là một cái cấp cứu và cần phải phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Ngoài ra nữa thì một cái nữa là những cái biến chứng mãn tính. Đây là những cái biến chứng rất phổ biến, đặc biệt là hay gặp ở trên những bệnh nhân đái tháo đường type 2. Và với cái chúng ta biết là cái đái tháo đường type 2 nó chiếm một tỷ lệ rất lớn trong đái tháo đường, nó chiếm đến 90-95%. Như vậy thì đa số các bệnh nhân là sẽ đái tháo đường type 2. Vâng, thế và đối với cái biến chứng mãn tính thì chúng ta biết vì là cái nồng độ đường ở trong máu luôn luôn tăng cao, nó sẽ gây nên nhiễm độc và dẫn đến các cái tổn thương các cái mạch máu lớn và mạch máu nhỏ, và nó sẽ dẫn ảnh hưởng đến rất nhiều các cơ quan, trong đó như là não này, tim này, thận này, các võng mạc mắt này, rồi là các cái dây thần kinh ngoại biên, và có thể là ảnh hưởng rất lớn. Nên là chính vì vậy mà chúng ta thấy là cái việc mà đường huyết tăng cao hoặc là hạ thấp ở trong máu thì nó đã gây nên rất nhiều các biến chứng trên rất nhiều các cơ quan, như chúng ta luôn nói đó là những cơ quan như là trên não này, trên tim, trên thận, trên võng mạc mắt này, rồi là trên các cái dây thần kinh ngoại biên và các cái chi, nên là nó sẽ ảnh hưởng và có thể dẫn đến những cái biến chứng cụ thể, như là chúng ta biết nếu đối với não này có thể dẫn đến những cái tai biến mạch máu não như là nhồi máu não hoặc là
xuất huyết não, những cái biến chứng ở trên tim có thể như nhồi máu cơ tim, suy tim, những biến chứng ở trên mắt có nghĩa là tổn thương các cái võng mạc mắt và dẫn đến nguy cơ mù lòa, rồi là những cái tổn thương trên thận gây nên suy thận này, những cái tổn thương dây thần kinh ngoại vi, hoặc là những cái tình trạng như là các cái viêm, các cái mạch máu ở cái vùng chi thì nó cũng gây nên hoại tử chi và dẫn đến tàn phế. Như vậy chúng ta thấy là có rất nhiều những cái biến chứng trên bệnh nhân đái tháo đường nếu chúng ta không kiểm soát được đường huyết cứ tăng lên cao rồi xuống thấp một cách thất thường. Thế và cái vì sao, tại sao và cái nguyên nhân làm sao mà bệnh nhân tiểu đường lại có cái tình trạng là cái đường huyết lên cao và xuống thấp một cách thất thường như vậy, thì có rất nhiều các nguyên nhân. Đầu tiên chúng ta phải nói đến những cái chế độ ăn uống sinh hoạt của người bệnh. Đặc biệt với chế độ ăn uống không hợp lý, tức là đối với bệnh nhân tiểu đường thì sẽ có hai trạng thái. Thứ nhất là bệnh nhân không kiêng khem, ăn uống rất là thoải mái. Thế và một cái trạng thái thứ hai nữa là bệnh nhân lại lo sợ và kiêng khem quá mức, thì hai cái trạng thái này nó cũng sẽ ảnh hưởng. Và chúng ta biết là đặc biệt là đối với những bệnh nhân mà khi chúng ta sử dụng ở những các cái loại thực phẩm mà đường này, hoặc là những cái thực phẩm chuyển hóa đường có chỉ số nhanh này, hoặc là khi chúng ta sử dụng những các cái thực phẩm mà nó có nhiều mỡ từ động vật này, các cái đạm thịt đỏ, nó cũng làm cho dẫn đến những các biến chứng. Nên là chính vì vậy đối với bệnh nhân bị tiểu đường thì chúng ta nên ăn những cái thực phẩm này thiên về này, các cái thực vật này, và một số như là các cái ngũ cốc nguyên hạt vân vân để giúp cho cái chỉ số đường huyết nó tăng lên từ từ thôi, nó không tăng cao. Ngoài ra thì chúng ta cũng không nên sử dụng các ăn đồ ngọt này, rồi là nước ngọt, và đặc biệt nữa là chúng ta không lạm dụng rượu bia, cà phê và hút thuốc lá. Ngoài ra nữa thì chúng ta thấy là còn bên cạnh đó thì là cái căng thẳng stress. Chúng ta biết là đối với bệnh nhân tiểu đường mà nếu căng thẳng stress thì nó sẽ làm cho cơ thể chúng ta khó kiểm soát được đường huyết, vì là khi căng thẳng stress thì cơ thể của chúng ta sẽ tăng sản xuất cái hormone cortisol, và cortisol là một trong những nguyên nhân làm tăng đường huyết. Và tiếp theo nữa là cái chế độ sinh hoạt nữa. Chế độ sinh hoạt ví dụ như trong người bệnh, ngoài những căng thẳng stress này, chúng ta còn mất ngủ này, ngủ ít này, thức đêm nhiều, thì khi chúng ta biết là khi mà cái giấc ngủ không tốt ý, thì nó cũng sẽ làm cho cơ thể chúng ta sản xuất nhiều các cái hormone như là cortisol, cũng làm tăng đường huyết, khó kiểm soát đường huyết. Và hoặc là đối với những bệnh nhân mà khi chúng ta ăn uống nó kiêng khem quá nhiều thì nó cũng sẽ không đủ những các cái chất năng lượng. Ví dụ như là cụ thể là bây giờ chúng ta sợ mà không ăn tinh bột ấy, thì mặc dù chúng ta vẫn sử dụng các cái thuốc điều trị tiểu đường thì nó sẽ gây tụt đường huyết và cũng rất là nguy hiểm. Nên là đấy cũng là những cái chế độ ăn uống sinh hoạt không khoa học cũng có thể dẫn đến. Ngoài ra nữa thì chúng ta thấy được là cái việc sử dụng thuốc nữa, chúng ta biết là đối với một số các cái thuốc nó cũng có thể làm tăng cái đường huyết. Ví dụ như một số các thuốc chống viêm này trong điều trị, ví dụ một số điều trị các khớp này, điều trị hen phế quản, những cái thuốc điều trị hen phế quản, những cái thuốc điều trị các dị ứng mẫn cảm, mẩn ngứa này, hoặc là những các cái thuốc điều trị chống trầm cảm, vân vân, thì những cái thuốc này nó có thể làm tăng đường huyết, nên là nó cũng sẽ ảnh hưởng. Và ngoài ra nữa thì chúng ta biết được là ở cái thuốc điều trị tiểu đường nó cũng có thể ảnh hưởng, ví dụ như là một số các cái thuốc nó gây hại đường huyết. Vâng, ví dụ như là đặc biệt là khi chúng ta tiêm insulin, nên là chúng ta cũng phải rất chú trọng là có thể làm tăng và giảm đường huyết. Và một cái cuối cùng nữa đó chính là chúng ta không tuân thủ theo chế độ điều trị. Ví dụ như là khi chúng ta điều trị này, khi thấy đường huyết nó giảm, chúng ta lại bắt đầu giảm liều đi, hoặc là chúng ta tăng liều lên khi khó kiểm soát, và tất cả những cái đó nó cũng ảnh hưởng. Và chưa kể nữa là nếu chúng ta sử dụng các cái thuốc điều trị tiểu đường, chúng ta phải sử dụng đúng giờ và tuyệt đối là không được quên. Vì tất cả những cái giai đoạn khi chúng ta sử dụng chậm hoặc là nhanh hơn, hoặc là sử dụng không đúng cách, thì hoàn toàn có thể gây hạ đường huyết, là gây tăng đường huyết đột ngột. Nên là chính vì vậy đây cũng là những cái yếu tố mà giúp cho chúng ta để chúng ta cải thiện được cái tình trạng, tránh dẫn đến cái tình trạng đường huyết thất thường, và nó dẫn đến rất nhiều biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh, và đặc biệt có thể ảnh hưởng đến tính mạng nữa. Dạ, vâng, thưa bác sĩ, như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là đối với người bệnh tiểu đường thì cái việc quan trọng nhất chính là giữ được cái chỉ số đường huyết ở mức ổn định, đúng không ạ? Tuy nhiên thì làm thế nào để có thể đạt được điều này cũng là cái điều mà rất nhiều người quan tâm, thì rất mong bác sĩ có thể tư vấn thêm ạ. Vâng.
để giúp cho đối với bệnh nhân tiểu đường, để giúp làm sao mà ổn định đường huyết ở ngưỡng an toàn, thì đầu tiên, cái việc đầu tiên là chúng ta phải tuân thủ theo đơn thuốc của các bác sĩ chuyên khoa. Và cái này nó vô cùng quan trọng, như tôi vẫn nói ở phần đầu, tức là chúng ta phải uống đúng giờ, chúng ta không được bỏ thuốc, chúng ta không được tự ý tăng giảm liều. Và khi mà những có các cái triệu chứng đường huyết nó đã trở về ngưỡng bình thường thì chúng ta không được tự mình bỏ thuốc uống, vì là khi chúng ta bỏ có thể là đường huyết nó lại tăng lên và nó lại tiếp tục dẫn đến cái biến chứng. Nên là chính vì vậy mà chúng ta phải uống thường xuyên, và chỉ khi là chúng ta uống thuốc và các bác sĩ thăm khám mà thấy chúng ta có thể giảm được liều thuốc hoặc là có thể dần dần bỏ được cái thuốc thì lúc đó chúng ta mới bỏ, còn hoàn toàn là chúng ta vẫn phải tuân thủ. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta biết là bệnh tiểu đường hầu như là các bệnh nhân sẽ phải sử dụng thuốc suốt đời, và nên là chính vì vậy mà chúng ta nên kết hợp thêm những các cái giải pháp từ thảo dược. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay giới thiệu đó là một cái sản phẩm nổi trội trên thị trường, đó là sản phẩm Boni Diabetes. Đây là một cái sản phẩm được nhập khẩu hoàn toàn từ Mỹ, và với những cái thành phần là hoàn toàn từ các chất tự nhiên, như là có cái sự kết hợp giữa thảo dược và các cái nguyên tố vi lượng, và chính vì vậy mà nó sẽ có cái tác dụng. Thì đầu tiên tôi xin phân tích các cái thành phần ở trong cái sản phẩm Boni Diabetes. Đầu tiên là dây thiều canh. Chúng ta biết dây thiều canh không còn xa lạ gì đối với chúng ta nữa. Và dây thiều canh thì nó đã tác động lên 4 cơ chế làm tăng đường huyết, và từ đó thì nó sẽ có tác dụng là hạ được đường huyết. Đầu tiên nó sẽ ức chế cái việc mà hấp thu đường vào trong ruột. Thứ hai nữa, từ ruột vào trong máu. Cái thứ hai nữa là nó cũng sẽ có tác dụng là làm giảm cái tân tạo cái đường ở gan. Thứ ba nữa là nó giúp cho làm tăng sản xuất insulin cũng như là tăng hoạt tính insulin. Thứ tư nữa là tăng sử dụng men chuyển hóa đường ở các cái mô cơ, mô mỡ, nên là chính vì vậy nó có tác dụng hạ đường huyết. Và ngoài ra nữa thì qua nghiên cứu người ta cũng nhận thấy rằng là dây thiều canh nó có cái tác dụng là làm tăng cường đào thải cholesterol qua cái đường phân, nên là chính vì vậy nó cũng có cái tác dụng là để hạ cholesterol này. Ngoài ra nó còn giúp hạ triglyceride, hạ cholesterol có trọng lượng phân tử thấp, đấy có nghĩa là cholesterol xấu ạ. Vâng, thế và từ đó thì giúp hạ mỡ máu này và hạ mỡ ở trong gan. Vâng, cái thành phần tiếp theo đó là mướp đắng. Chúng ta biết là mướp đắng nó có cái tác dụng là hạ đường huyết này, và đặc biệt nữa là trong mướp đắng thì nó có tác dụng là làm kiểm soát, ức chế cái việc tăng đường huyết sau ăn một cách đột ngột. Và cái này nó cũng rất quan trọng, nó giúp cho đường huyết của chúng ta ổn định. Tiếp theo nữa là nó đối với mướp đắng nó còn có tác dụng ngăn ngừa các cái biến chứng trên võng mạc mắt này, trên các cái thần kinh ngoại biên, và làm nhanh lành vết thương. Và ngoài ra nó còn có cái tác dụng là làm giảm mỡ máu nữa. Vâng, ngăn ngừa cái tình trạng xơ vỡ động mạch. Tiếp theo, một thành phần tiếp theo đó là hạt methi. Chúng ta biết hạt methi nó cũng có cái tác dụng là hạ đường huyết này. Ngoài ra thì hạt methi nó còn có cái tác dụng là cải thiện những các cái triệu chứng như là mệt mỏi này, khát nước này, đi tiểu đêm nhiều của bệnh nhân đái tháo đường. Và ngoài ra thì hạt methi nó còn có tác dụng ngăn ngừa các cái biến chứng trên võng mạc này, trên tim, trên thận, trên các cái dây thần kinh ngoại biên, và trên các cái tim, gan, thận và não nữa. Thế và ngoài ra thì một cái thành phần tiếp theo đó chính là lô hội. Chúng ta biết là lô hội cũng là một trong những cái loại thảo dược mà trong đó nó có chứa rất nhiều các cái nguyên tố vi lượng, trong đó như kẽm, chrome này, magie, mangan, nên chính vì vậy nó có cái tác dụng trong việc hạ đường huyết này. Và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là nó còn trong cái lô hội, nên chính vì vậy nó cũng có cái tác dụng là ngăn ngừa các cái biến chứng trên thần kinh và làm nhanh liền các cái vết loét. Vâng. Và nó cũng có cái tác dụng hạ đường huyết. Mà một cái thành phần cuối cùng đó là quế. Chúng ta biết là quế nó cũng có cái tác dụng là làm giảm mỡ máu, nên là từ đó nó cũng ngăn ngừa những các cái biến chứng tim mạch trên bệnh nhân đái tháo đường. Và như vậy chúng ta thấy là đây là 5 các cái thành phần thảo dược ở trong sản phẩm Boni Diabetes. Và ngoài ra nó còn có cái thêm cái sự kết hợp với các nguyên tố vi lượng nữa. Và tôi cũng nói luôn là đối với đây là một cái sản phẩm duy nhất ở trên thị trường hiện nay là có cái sự kết hợp giữa các nguyên tố vi lượng. Vâng, và đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là kẽm chrome. Chúng ta biết là kẽm chrome thì nó cũng đã có ở trong các cái thành phần của enzyme chuyển hóa đường, và đặc biệt là có một cái công trình nghiên cứu tại trường Đại học Harvard cũng đã cho thấy được là kẽm chrome nó đã có cái tác dụng là làm hạ đường huyết này, làm tăng cường các cái hoạt tính của insulin, và ngoài ra thì nó còn có cái tác dụng nữa là
cải thiện những cái tổn thương ở võng mạc mắt và từ đó thì ngăn ngừa các cái nguy cơ mù lòa do cái biến chứng ở trên võng mạc mắt. Một cái thành phần tiếp theo đó chính là selen. Chúng ta biết selen nó cũng vô cùng quan trọng, là một nguyên tố vô cùng quan trọng, và qua nghiên cứu ở tại trường các bác sĩ từ tại trường đại học Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ thì cũng đã cho thấy rằng là selen nó có tác dụng hạ đường huyết này, và ngoài ra nó còn có ngăn ngừa các cái biến chứng trên võng mạc này, trên mắt này, trên tim và trên tiểu cầu cho bệnh nhân đái tháo đường. Và ngoài ra thì một cái thành phần tiếp theo đó là magie. Chúng ta biết là magie cũng là một trong những nguyên tố vi lượng, nó có cái tác dụng tham gia vào việc tổng hợp glycogen ở gan và cơ, lấy nguồn đường từ đường máu, nên chính vì vậy nó có tác dụng là điều hòa cái đường máu. Và ngoài ra thì magie nó cũng có tác dụng hỗ trợ trong việc điều hòa huyết áp này, ngăn ngừa những biến chứng tim mạch trên bệnh nhân đái tháo đường. Một cái thành phần cuối cùng đó là acid alpha lipoic. Vâng, chúng ta biết acid alpha lipoic nó có tác dụng là ngăn ngừa các cái biến chứng trên bệnh nhân tiểu đường bằng cách là thứ nhất là nó cũng sẽ là ngăn ngừa những cái tổn thương võng mạc ở trên mắt của bệnh nhân này, cũng như là ngăn ngừa những cái tổn thương ở cầu thận, mà đây là những nguyên nhân mà dẫn đến những cái tình trạng như là mù lòa hoặc là suy thận. Vâng, ngoài ra nữa thì nó cũng còn có cái tác dụng là bảo vệ những các cái dây thần kinh ngoại vi trước những cái việc mà đường huyết tăng giảm thất thường, và đặc biệt là nó làm tăng cường cái hiệu quả của các cái thuốc điều trị tiểu đường, như là cụ thể như là nó làm tăng cường cái việc huy động các cái đường vào trong các cái mô, các cái bắp thịt, mô cơ, và ngoài ra thì nó còn có cái tác dụng là tăng cường cái việc huy động những các cái tế bào của beta của đảo tụy để giúp cho cái việc điều hòa cái đường huyết, và một cái nữa là nó làm tăng cường cái hàm lượng dưỡng khí ở trong não, nên là từ đó nó cũng ngăn ngừa những cái tình trạng tai biến mạch máu não. Như vậy chúng ta thấy là cái sự kết hợp giữa các cái thành phần này cũng đã được tạo thành những dạng viên, chúng ta không cần phải đun sắc nữa và được bào chế dưới dạng viên, và mỗi một lần thì chúng ta sử dụng 4 viên chia làm 2 lần sáng và chiều, và chúng ta chỉ cần sử dụng trong vòng 1 tháng thôi thì là cũng đã đường huyết cũng đã giảm dần. Tuy nhiên thì khi chúng ta sử dụng 3 tháng thì sẽ giúp được là đường huyết cũng như là cái chỉ số HbA1c ấy, nó sẽ được ổn định và đã trở về cái ngưỡng an toàn. Và đặc biệt nữa là khi mà cái nồng độ cái đường huyết cũng như là chỉ số HbA1c nó đã ở cái ngưỡng an toàn rồi và ổn định thì lúc đó thì chúng ta cũng có thể xin ý kiến bác sĩ để các bác sĩ có thể điều chỉnh để giảm dần các cái liều thuốc Tây y, và từ đó thì nó cũng sẽ giảm cái gánh nặng ở trên gan thận cho bệnh nhân tiểu đường. Và một cái nữa là nó cũng sẽ giúp hỗ trợ trong nó ngăn ngừa cũng như là ngăn ngừa các cái biến chứng trên tim, trên não, trên thận, trên võng mạc mắt và trên thần kinh ngoại biên của bệnh nhân đái tháo đường, và cũng như là nó sẽ làm giảm nhẹ các cái biến chứng này khi mà nó đã xuất hiện rồi. Thế nên là như vậy chúng ta thì yên tâm sử dụng, và đặc biệt là sản phẩm Bonidiabet thì cũng đã có cái công trình nghiên cứu tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông, và cũng đã kết quả cũng cho thấy rằng mang lại được cái hiệu quả trong việc hạ và ổn định đường huyết, đạt cái chỉ số là khá và tốt đến 96,67%, và an toàn, không có những cái tác dụng không mong muốn trong suốt cái quá trình thử nghiệm lâm sàng, nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng để giúp cải thiện. Và đặc biệt là sản phẩm từ những các cái thành phần thảo dược và các nguyên tố vi lượng trên cũng đã được bào chế trên dây chuyền công nghệ microfluidizer. Đây là một cái công nghệ siêu nano hiện đại bậc nhất ở trên thế giới, đã giúp cho làm tăng cường các cái tác dụng của các thành phần thảo dược và các nguyên tố vi lượng, và giúp cho ổn định cái tính ổn định của sản phẩm. Và đặc biệt là sản phẩm này cũng đã được sản xuất ở nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP của FDA, đây là Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nên là chúng ta hoàn toàn mình có thể yên tâm sử dụng để cải thiện tình trạng này. Và bên cạnh đó nữa thì chúng ta cũng không quên những cái chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học, và đặc biệt là các nhà khoa học cũng đã đưa ra 6 nguồn sinh lực, đây là những cái lối sống khoa học lành mạnh để giúp cho chúng tất cả những bệnh lý mãn tính, trong đó có bệnh lý tiểu đường, là có thể là cải thiện được tình trạng và ổn định tình trạng. Thì đầu tiên chúng ta phải nói đến đó là chế độ dinh dưỡng. Chúng ta biết là cái chế độ dinh dưỡng thì chúng ta cần phải ăn uống cân đối các thành phần đạm, đường, chất béo, vitamin và khoáng chất, và chúng ta cũng nên là chúng ta ăn lấy những nguồn thực phẩm sạch này, những thực phẩm không có biến đổi gen, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, và những cái thực phẩm hữu cơ. Và đặc biệt đối với bệnh nhân
nhân tiểu đường thì chúng ta luôn luôn nhớ là chúng ta nên hạn chế tinh bột và đường. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta cũng không nên cắt bỏ hoàn toàn. Và đặc biệt là chúng ta nên ưu tiên sử dụng những các cái tinh bột mà nó có cái chuyển hóa đường chậm ấy. Như là trong đó như là các cái ngũ cốc nguyên hạt này, rồi là những các cái loại mà như là gạo nứt, ví dụ thế, hoặc là những cái yến mạch vân vân. Thế và ngoài ra thì chúng ta cũng không nên uống rượu bia và hút thuốc lá. Và đặc biệt nữa là chúng ta cũng bên cạnh đó nữa thì chúng ta cũng nên là có một cái chế độ ăn uống đa dạng các cái thành phần để cung cấp nhiều hơn những các cái dưỡng chất, những cái vitamin, các khoáng chất cho bệnh nhân bị tiểu đường. Một cái nữa là cái nước ạ, cung cấp đủ nước. Chúng ta biết là chúng ta sẽ cung cấp mỗi một ngày là tầm 2 lít nước, và ngoài ra chúng ta phải sử dụng đúng cách nữa, tức là mỗi một trong những lúc cần thiết như là buổi sáng ngủ dậy này, hoặc khi chúng ta mệt mỏi thì chúng ta có thể sử dụng một cốc nước to, sử dụng những nguồn nước khoáng sạch, không nên sử dụng nước có ga, nước ngọt. Thế và ngoài ra nữa thì cái việc cung cấp oxy, và chúng ta biết là chúng ta luôn luôn cung cấp đầy đủ oxy ở trong cơ thể con người, và đặc biệt là để nó chống những cái gốc tự do nữa. Thế và cái nguồn oxy này thì là chúng ta có thể lấy được từ những cái việc là chúng ta sinh sống ở những nơi mà có nhiều cây xanh này, không khí trong lành, thoáng mát, tránh ô nhiễm. Và khi chúng ta tập thể dục cũng tăng cường tập thể dục hít thở không khí ở những môi trường có nhiều cây xanh và thoáng mát thì cũng là những cái để chúng ta cung cấp oxy. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng nên là có những cái kiểm hóa cơ thể, vì chúng ta biết là trong cái quá trình sống ấy thì cơ thể chúng ta luôn luôn có cái xu hướng là sẽ chuyển thành axit, axit hóa, vì là do những các cái tác nhân từ virus, vi khuẩn này, những cái ô nhiễm từ môi trường, những căng thẳng stress, những chế độ ăn uống không tốt, những thực phẩm không tốt thì nó cũng có thể ảnh hưởng. Và chính cái môi trường axit này nó dẫn đến tình trạng viêm này, nó sẽ làm giảm cái lượng khoáng chất ở trong cơ thể chúng ta, và từ đó sẽ sinh ra rất nhiều bệnh. Nên là chính vì vậy chúng ta phải tăng cường kiểm hóa cơ thể, và cái kiểm hóa cơ thể thì có thể sử dụng những các cái như là những cái loại rau xanh, đặc biệt là cái loại rau họ cải, những loại rau xanh, rồi là những các cái loại gia vị như là giềng này, gừng này, tỏi này, và những cái ví dụ như là tảo biển vân vân. Và ngoài ra nữa thì chúng ta cũng nên là sử dụng những các cái nước ép từ các rau củ quả cũng rất là tốt. Và đặc biệt chúng ta nên chú ý là chúng ta nên sử dụng các rau củ quả nó có đa dạng màu sắc, vì chúng ta biết mỗi một dạng màu sắc của các loại rau củ quả nó sẽ ưu thế về một cái loại vitamin và các cái nguyên tố vi lượng. Nên khi chúng ta sử dụng đa dạng thì chúng ta sẽ cung cấp đầy đủ và đầy đủ các cái vitamin và các cái khoáng chất, nên là rất là cần thiết. Và chúng ta có thể sử dụng các nước ép như là nước ép cần tây này, nước ép cà rốt này, củ dền này, rồi là nước ổi này, táo này, vân vân. Thì tất cả những cái đó nó cũng giúp cho chúng ta kiểm hóa cơ thể. Ngoài ra nữa thì thải độc, chúng ta biết là cơ thể chúng ta thì trong quá trình sống thì luôn luôn là có những cái chất độc hại và cần phải thải ra bên ngoài, đặc biệt như là những cái như là khi chúng ta ăn uống, chế độ ăn uống không được tốt này, thế rồi là đặc biệt là những các bệnh, những cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể chúng ta cũng thải ra những chất dư thừa, những chất độc. Và đặc biệt là đối với bệnh nhân tiểu đường thì chúng ta biết là bệnh nhân tiểu đường thì cái việc mà cái thận của chúng ta nó đã cũng đã bị suy yếu rồi, nên cái việc thải độc nó cũng ít này. Chưa kể bệnh nhân tiểu đường cái đối tượng thường là những người cao tuổi, cái chức năng gan thận cũng đã kém rồi, và bệnh nhân tiểu đường thì phải sử dụng rất nhiều các cái thuốc điều trị, không những là các thuốc điều trị tiểu đường mà còn các cái thuốc để điều trị và phòng ngừa các biến chứng nữa. Nên là chính vì vậy mà nó gây nên một cái gánh nặng cho gan thận và chúng ta cần phải giải độc. Thì cái việc giải độc này thì một cách toàn diện là chúng ta sẽ áp dụng cái chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học này như trên này, rồi là cung cấp đủ nước, cung cấp đủ oxy, cũng như là kiểm hóa cơ thể, và chúng ta cũng nên tránh những cái tiếp thu những cái chất độc hại như là ô nhiễm môi trường, các cái hóa chất như là nước tẩy rửa, nước rửa bát vân vân. Vâng, thế và cái cuối cùng đó chính là cái tránh những căng thẳng stress, vì chúng ta biết đối với bệnh nhân tiểu đường nếu căng thẳng stress thì nó sẽ làm tăng cái cortisol và làm khó kiểm soát đường huyết, nên chúng ta luôn giữ một cái tinh thần thoải mái, thư giãn cũng sẽ giúp ổn định cái tình trạng đường huyết. Dạ vâng ạ, như vậy là có rất nhiều điều chúng ta cần phải chú ý liên quan đến câu chuyện ăn uống, luyện tập, rồi cả những cái việc giữ được cái tinh thần thoải mái cũng sẽ là một trong những cái yếu tố quan trọng để ngăn ngừa bệnh có cái tiến triển nặng, và hơn nữa là giữ được chỉ số đường huyết ổn định, đúng không ạ? Và thưa quý vị, bên cạnh những thông tin bác sĩ vừa mới đưa ra thì quý vị có thể để ý đến việc là sử dụng thêm những cái loại thảo dược như bác sĩ cũng đã chia sẻ từ đầu. Với sản phẩm Boni Diabet là một sản phẩm nhập khẩu nguyên lọ trực tiếp của Mỹ với thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, gồm có các loại thảo dược như là dây thìa canh, mướp đắng, hạt mê
thi, quế, lô hội kết hợp với cả các nguyên tố vi lượng như là magie, kẽm, selen, chrome và axit alpha lipoic. Điểm đặc biệt của Boni Diabetes là một sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa các nguyên tố vi lượng. Những nguyên tố vi lượng này nằm trong thành phần của các enzyme chuyển hóa đường, từ đó sẽ giúp hạ và ổn định đường huyết cũng như chỉ số HbA1c, ngăn ngừa biến chứng bệnh tiểu đường. Khi sử dụng Boni Diabetes mang tới những hiệu quả như là giúp hạ và ổn định đường huyết về ngưỡng an toàn, ngăn ngừa tình trạng tụt đường huyết quá mức, giúp hạ và ổn định chỉ số HbA1c, giúp ngăn ngừa tiền tiểu đường tiến triển thành tiểu đường, giúp giảm liều thuốc tây tiểu đường, từ đó sẽ giảm gánh nặng lên gan thận cho bệnh nhân tiểu đường, giảm liều thuốc tiêm insulin, giúp phòng ngừa và giảm nhẹ những biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường trên tim, gan, thận, mắt, thần kinh, giúp hạ mỡ máu. Và khi sử dụng Boni Diabetes thì quý vị có thể sử dụng với liều 4 viên một ngày, sau 1 tháng sẽ thấy đường huyết giảm dần, sau 3 tháng sẽ thấy đường huyết và chỉ số HbA1c hạ và ổn định ở ngưỡng an toàn. Bên cạnh đó, những triệu chứng như là mệt mỏi, khát nước, tiểu đêm, thèm ăn là và những cái bất tiện hay là những cái biến chứng như là tê bì chân tay, mờ mắt, vết thương lâu lành cũng sẽ giảm rõ rệt. Boni Diabetes được sản xuất tại Mỹ bởi công nghệ Microfoodizer, là một công nghệ siêu nano hiện đại bậc nhất trên thế giới tại nhà máy đạt chuẩn GMP của FDA, Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ, cũng như của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Boni Diabetes cũng đã được kiểm chứng lâm sàng về hiệu quả tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông, hiệu quả hạ và ổn định đường huyết sau 3 tháng sử dụng cho kết quả tốt và khá lên tới 96,67% và không xuất hiện bất cứ một tác dụng phụ nào trong quá trình kiểm nghiệm. Và ngay trong thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay, quý vị và các bạn có thể nhanh chóng liên hệ với tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1044, xin được nhắc lại 1800 1044, để được nhận ưu đãi mua 5 lọ 60 viên tặng thêm 1 lọ 30 viên đến từ nhãn hàng Boni Diabetes quý vị nhé. Và nếu như quý vị có những câu hỏi cần bác sĩ giải đáp thắc mắc thì quý vị cũng có thể gọi về cho chúng tôi thông qua tổng đài 1900 3365, và chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau một vài phút nữa. Không hiểu sao dạo này mắt tôi mờ, tê hết cả chân tay không ạ? Bị dối từ đường chứ sao nữa? Tôi đã bảo ông rồi, uống Boni Diabetes đi. Boni Diabetes giúp làm hạ và ổn định đường huyết, vừa hỗ trợ điều trị biến chứng tiểu đường trên tim, gan, thận, mắt và thần kinh nữa đó. Có Boni Diabetes, bệnh tiểu đường đừng hòng chiến thắng được tôi. Boni Diabetes không lo biến chứng bệnh tiểu đường. Môi trường sống ngày càng khắc nghiệt, thói quen sinh hoạt không lành mạnh, tâm lý chủ quan trước bệnh tật là những yếu tố tác động trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người. Làm thế nào để hiểu đúng, phòng ngừa đúng, phát hiện và điều trị kịp thời diễn biến bất thường của cơ thể? Truyền hình Quốc hội Việt Nam thực hiện chương trình tư vấn trực tiếp sức khỏe của bạn với khách mời là những chuyên gia uy tín trong lĩnh vực y tế. Để được thông tin chi tiết về chương trình, quý vị và các bạn gọi đến số hotline của chương trình 1900 3365. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể xem trên website quốc hội.tv.vn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với khung giờ của chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp. Và ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách thức để giúp duy trì và ổn định đường huyết ở ngưỡng an toàn, ổn định, để từ đó phòng ngừa biến chứng nguy hiểm mà bệnh tiểu đường có thể gây ra. Và để tìm hiểu những vấn đề này cũng như là đặt câu hỏi trực tiếp với bác sĩ trong chương trình, quý vị đừng quên gọi ngay về tổng đài tư vấn miễn cước của chúng tôi 1900 3365 quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu kết nối đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Và hãy cùng chúng tôi trò chuyện với cô Hoa, 60 tuổi ở Hà Nội, có số điện thoại những số cuối là 2058 ạ. Alo chương trình, xin chào cô Hoa. Alo. Dạ vâng ạ. Cô ơi, bây giờ bác sĩ ở đầu dây bên này cũng đang lắng nghe mình rồi. Cô có thể chia sẻ giúp con vấn đề liên quan đến bệnh lý tiểu đường mà hiện nay cô đang gặp phải được không ạ? Ừ. Vâng, xin chào bác ạ. Vâng, bác sĩ đang lắng nghe đây ạ. Vâng. Thì tức là bác bây giờ tiểu đường bác bị hơn chục năm nay rồi. Vâng, bác cũng uống nhiều thuốc lắm rồi. Vâng. Bây giờ uống giờ nó xuống tầm 11 chấm. Thế nhưng mà vấn đề bây giờ là chân tay nó bị tê bì lắm. Vâng. Thế ạ. Vâng. Ngoài ra thì cái chỉ số đường huyết của mình thế nào hả cô? Cái chỉ số đường huyết vừa nãy hình như bác nói là vẫn là 11 chấm đúng không ạ? Milimol trên lít đúng không ạ? Ừ. Vâng, cái chỉ số đó nó vẫn cao ạ. Vâng. Chỉ số đấy, đấy cô bác đo là lúc chưa ăn uống một cái gì đấy. Vâng,
Ngoài cái tê bì chân tay thì bác có bị thêm các cái biến chứng gì chưa bác? Ví dụ như là trên tim mạch hoặc là cái biến chứng về mắt hay là về tay chân thì có rồi. Nhưng mà còn có cái biến chứng nào khác không bác? Không. Vâng, thế ạ, vâng. Bác cũng đã bị 10 năm. Vâng ạ. Xin cảm ơn bác Hoa cũng đã gọi điện về cho chương trình. Vâng, và theo chia sẻ của bác, tức là bác đã bị bệnh tiểu đường đã 10 năm nay rồi. Thế và hiện nay thì bác đã phải uống rất nhiều các cái loại thuốc rồi. Nhưng tuy nhiên thì bác cũng có chia sẻ là cái đường huyết lúc đói của bác ấy, mà chưa ăn của bác ấy, thì nó vẫn là tầm 11 chấm. Đấy nó chính là 11 milimol trên lít, tức là cái lượng đường huyết này nó vẫn là rất cao đấy ạ. Và khi đường huyết tăng cao như thế này thì nó sẽ có nguy cơ gây nên rất nhiều các cái biến chứng bác nhá. Và các cái biến chứng này, ví dụ của bác cũng đã có những cái biến chứng rồi, như là biến chứng bị tê bì chân tay, đây là những cái biến chứng thần kinh ngoại biên trên bệnh nhân đái tháo đường. Và với những cái biến chứng này, nếu chúng ta cũng không có những cái việc kiểm soát và ổn định đường huyết tốt ý, thì là nó có thể hoàn toàn nó dẫn đến cái diễn biến nặng hơn và có thể dẫn đến như là loét này, rồi là hoại tử chân này, và có thể phải cắt cụt nữa. Đấy là biến chứng về thần kinh ngoại vi. Ngoài ra thì chúng ta biết là đối với bệnh nhân tiểu đường thì cái đường huyết mà nó cao này nó cũng dẫn đến rất nhiều các biến chứng ở các cơ quan khác nữa, ví dụ trên não nó gây tai biến mạch máu não này, ở tim có thể gây suy tim hoặc nhồi máu cơ tim, thế rồi là ở mắt thì gây nên tổn thương võng mạc mắt và nguy cơ mù lòa, những cái tổn thương ở thận nó gây suy thận nữa bác ạ. Thế nên là trong cái trường hợp này thì bác cũng nên cố gắng là điều trị cho nó tốt bác nhé. Thì bên cạnh những các cái thuốc điều trị của các bác sĩ thì nếu mà cái đường huyết nó tăng cao này thì bác cũng mỗi lần mà đi khám này thì bác cũng nên nói với các bác sĩ để các bác sĩ cũng sẽ điều chỉnh cái thuốc cho mình làm sao cho nó phù hợp nhất, vì cái thuốc tiểu đường nó có rất nhiều loại và trên tùy từng bệnh nhân thì các bác sĩ sẽ lựa chọn những cái loại thuốc nào mà để giúp cho nó tốt hơn. Và bên cạnh đó nữa thì với những cái hàm lượng mà nồng độ đường huyết nó tăng cao này thì bác nên kết hợp ngay với cái sản phẩm mà trong chương trình hôm nay giới thiệu đó ạ. Đó chính là sản phẩm Bonidiabetes bác nhé. Đây là một cái sản phẩm mà nhập nguyên lọ từ Mỹ, và một cái sản phẩm này thì nó hoàn toàn từ các cái chất những cái thiên nhiên, ví dụ như là từ các loại thảo dược này, như trong đó có dây thiều canh này, mướp đắng này, hạt mê thi này, lô hội này và quế này, kết hợp với các cái nguyên tố vi lượng. Và đây cũng xin nói với bác là đây là một cái sản phẩm duy nhất là có kết hợp các nguyên tố vi lượng như là các cái kẽm chrome này, magie, selen, acid alpha lipoic. Và cái sự phối hợp giữa các thành phần này thì ngày nay bác không cần phải mua về đun sắc gì nữa, và đã được bào chế dưới dạng viên rồi. Mỗi một ngày thì bác nên uống 4 viên chia làm 2 lần sáng chiều, và bác chỉ cần sử dụng trong vòng 1 tháng thôi là đường huyết của bác nó cũng đã giảm dần rồi. Thế và khi bác sử dụng được khoảng từ 3 tháng thì là đến 3 tháng thì là cái đường huyết và chỉ số HbA1c của bác nó cũng sẽ trở về ngưỡng an toàn và nó ổn định ở cái mức độ đó. Và từ đó thì bác cũng có thể khi mà đã ổn định cái đường huyết rồi thì lúc đó thì bác cũng có thể xin ý kiến bác sĩ để có thể điều chỉnh bớt những cái liều thuốc Tây y. Và ngoài ra nữa thì nó cũng đối với sản phẩm nó cũng còn có cái tác dụng là ngăn ngừa các cái biến chứng, phòng ngừa các biến chứng trên bệnh nhân tiểu đường. Ví dụ hiện nay bác chưa có những biến chứng trên não này, trên thận này, trên tim này, thì hoàn toàn là nếu bác sử dụng tốt, kiểm soát tốt đường huyết nó có thể ngăn ngừa. Còn cái biến chứng mà bác đã có rồi đó chính là biến chứng thần kinh ngoại biên, thì là cái này nó cũng sẽ giúp cho bác làm giảm và cải thiện cái triệu chứng này bác nhé, để ngăn ngừa những cái biến chứng nặng hơn, đó là chính là hoại tử chi. Nên là bác nên sử dụng, và đối với sản phẩm thì bác nên sử dụng là mỗi một đợt là tầm độ khoảng 3 tháng, sau đó nghỉ một đợt và bác vẫn có thể lặp lại những cái đợt tiếp theo, vì chúng ta biết bệnh lý tiểu đường là bệnh lý mãn tính và người bệnh gần như là phải điều trị suốt đời. Nên là chúng ta kết hợp thêm những sản phẩm từ thiên nhiên như vậy thì rất là tốt. Và đặc biệt sản phẩm Bonidiabetes cũng đã được nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông rồi, cũng đã cho kết quả rất là tốt khi hiệu quả hạ và ổn định đường huyết ở cái mức khá và an toàn đã chiếm 96,67%, và đặc biệt nữa là nó không có những cái tác dụng không mong muốn trong suốt cái quá trình thử nghiệm. Nên là bác hoàn toàn mình có thể yên tâm sử dụng để giúp cải thiện cái tình trạng này. Và bên cạnh đó nữa thì bác cũng nên thực hiện những cái chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học lành mạnh, và đặc biệt nữa là bác nên áp dụng 6 cái nguồn sinh lực mà bác sĩ cũng vừa nói bên trên đấy, đó chính là một cái chế độ dinh dưỡng khoa học này, uống đủ nước này, cung cấp đầy đủ oxy cho cơ thể, kiềm hóa cơ thể này, thải độc cho cơ thể, và luôn luôn giữ một cái tinh thần lạc quan, thư giãn, thoải mái, thì cái đó nó cũng sẽ giúp cho bác ổn định cái tình trạng đường huyết và ổn định cái tình trạng sức khỏe cho mình ạ. Vâng. Dạ vâng ạ, như vậy là vừa rồi thì cô cũng đã được lắng nghe những cái thông tin mà bác sĩ đưa ra cho mình rồi. Cô cũng bắt đầu bước vào lứa tuổi người cao tuổi rồi mà mình lại bị
tiểu đường đến hơn 10 năm rồi, đúng không ạ? Vâng. Thì cũng sẽ đã phải sử dụng rất nhiều loại thuốc và đôi khi nó cũng có những cái tác dụng phụ không mong muốn. Thế nên mình nên sớm sử dụng thêm sản phẩm Bonidiabet mà ngày hôm nay chương trình đang nhắc tới ở đây. Đây là một sản phẩm được nhập khẩu nguyên lọ tại Mỹ về Việt Nam và trong đó thì có các cái thành phần đến từ thảo dược tự nhiên. Ngoài ra thì nó còn bổ sung các cái nguyên tố vi lượng tốt cho sức khỏe của chúng ta nữa. Và khi mình cố gắng sử dụng kiên trì sản phẩm ít nhất từ 3 đến 6 tháng thì sản phẩm cũng sẽ hỗ trợ để có thể duy trì chỉ số đường huyết ở ngưỡng ổn định và từ đó phòng ngừa những cái biến chứng nguy hiểm mà bệnh tiểu đường gây ra. Để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm thì rất mong cô Hoa có thể nhanh chóng gọi ngay về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1044. Tại đây thì các tư vấn viên cũng sẽ chia sẻ kỹ hơn cho cô về cách thức sử dụng sản phẩm sao cho hiệu quả nhất. Và đặc biệt với 100 quý vị khán giả đầu tiên nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn 1800 1044 cũng sẽ có cơ hội được tham gia vào chương trình khuyến mại đặc biệt, tức là mua 6 hộp Bonidiabet loại 60 viên thì quý vị sẽ được tặng thêm một hộp 30 viên nữa. Vừa tiết kiệm được chi phí mà lại có một sản phẩm tốt để sử dụng nên rất mong quý vị sẽ nhanh chóng gọi ngay về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1044 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu kết nối tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Thông qua tổng đài tư vấn 1900 3365 của chúng tôi thì cũng rất là nhiều quý vị khán giả cũng đã gửi về cho chương trình những câu hỏi, trong đó có câu hỏi của chú Phùng Hoàng Minh, 71 tuổi ở Hà Nội thế này ạ. Thưa bác sĩ, tôi bị tiểu đường type 2 đã 8 năm rồi, uống thuốc Tây theo đơn kê của bác sĩ nhưng vì đường huyết không ổn định nên phải đổi thuốc khác. Và trước khi bác sĩ kê cho 3 loại thuốc là Diamicron, một loại thuốc của Pháp nữa tôi không nhớ tên, và bổ gan, nhưng đường huyết không hạ nên phải đổi thuốc. Mới hôm thứ Bảy vừa rồi tôi kiểm tra thì chỉ số đường huyết vẫn là 11.6, còn HbA1c là 13, rất cao. Tôi có nghe trên TV bác sĩ nói về sản phẩm Bonidiabet thì tình trạng của tôi có sử dụng được không? Vâng, vâng ạ, xin chào bác Minh. Vâng, theo như chia sẻ của bác, tức là của bác thì cũng đã sử dụng, bác cũng đã bị bệnh tiểu đường cũng đã 8 năm nay rồi. Thế và bác cũng đã sử dụng rất nhiều cái loại thuốc rồi, nhưng mà mặc dù tuy vậy thì bác vẫn chưa được ổn định. Thì chúng ta biết là thuốc Tây y là một cái thuốc mà được sử dụng hàng đầu và phổ biến ở trên các bệnh nhân bị tiểu đường. Thế nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta thấy được là những cái thuốc này thì nó cũng sẽ có những cái tác dụng rất là tốt trong việc là kiểm soát đường huyết này, ngăn ngừa các biến chứng, nhưng nó cũng có những cái tiềm ẩn rất nhiều những cái tác dụng không mong muốn. Nên là chính vì vậy mà khi điều trị thì bác cũng nên tuân thủ theo đơn bác sĩ. Và bác cũng có chia sẻ là mặc dù bác đã uống đến 3 loại thuốc rồi, trong đó có 2 loại thuốc điều trị tiểu đường và 1 loại thuốc bổ gan, nhưng mà cái đường huyết của mình bác kiểm tra nó vẫn cao. Ví dụ như là đường huyết nó vẫn là, lúc đó nó vẫn là 11.6 này. Thế rồi là cái chỉ số HbA1c đó là chính là cái chỉ số đường huyết trung bình trong vòng 3 tháng thì nó vẫn cao là 11. Thì như vậy là đây là một cái chỉ số rất cao. Và với những cái tình trạng cái chỉ số đường huyết với cũng như là chỉ số HbA1c này thì cái nguy cơ bị biến chứng của bác nó rất là cao. Ví dụ biến chứng trên não này, trên tim này, trên võng mạc mắt này, trên thận này, trên các cái dây thần kinh ngoại vi, và nó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Nên là chính vì vậy cái việc chính đầu tiên của bác bây giờ là bác phải giúp cho cái đường huyết của mình nó được ổn định này, và nó được trở về ngưỡng an toàn. Đó tức là khi mà cái đường huyết của mình nó có thể là dưới 8 milimol trên lít và cái chỉ số HbA1c nó dưới 7 thì lúc đó nó mới kiểm soát được. Thì với cái trường hợp này thì bên cạnh các cái thuốc điều trị của các bác sĩ thì bác kết hợp ngay với cái sản phẩm mà trong chương trình hôm nay giới thiệu, đó chính là sản phẩm Bonidiabet của Mỹ bác nhé. Và với cái sản phẩm này thì hoàn toàn bác yên tâm là hoàn toàn từ các cái chất từ thiên nhiên, như là từ cái thảo dược, trong đó có thảo dược như là dây thiều canh này, mướp đắng này, hạt mê thi này, lô hội này và quế này, kết hợp với cả 5 các cái nguyên tố vi lượng, đó là kẽm, crom, magie, selen và acid alpha lipoic. Nên là chính vì vậy cái sự kết hợp này nó sẽ có cái tác dụng giúp bác là ổn định này. Và đối với những các cái thành phần này thì nó đã được bào chế dưới dạng viên rồi, rất tiện lợi bác ạ. Và mỗi một ngày thì bác nên sử dụng 4 viên chia làm 2 lần sáng chiều, và bác chỉ cần sử dụng trong vòng 1 tháng thôi thì đường huyết của bác nó đã giảm dần rồi. Thế và khi bác sử dụng được 3 tháng thì là cái đường huyết cũng như là chỉ số HbA1c nó sẽ được trở về ngưỡng an toàn và ổn định ở mức độ đó. Và từ đó thì bác cũng có thể xin ý kiến bác sĩ để có thể là điều chỉnh giảm dần cái liều thuốc Tây y, và từ đó cũng làm giảm cái gánh nặng trên gan thận cho bác. Và ngoài ra thì nó còn có tác dụng là ngăn ngừa và làm giảm
nếu mà đã có cái biến chứng, ngăn ngừa các cái biến chứng trên do bệnh nhân tiểu đường gây, do bệnh tiểu đường gây ra nữa, thế nên là bác hoàn toàn mình có thể yên tâm sử dụng. Và đây cũng là một cái sản phẩm cũng đã được bào chế trên dây chuyền công nghệ tiên tiến hiện đại, đó là công nghệ siêu nano, để giúp tăng cường các cái hoạt tính, các cái thành phần thảo dược cũng như là các nguyên tố vi lượng, giúp cho có tính thẩm thấu và ổn định rất là cao. Và đặc biệt là sản phẩm cũng được sản xuất ở nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO rồi, nên bác hoàn toàn mình có thể yên tâm sử dụng để giúp cải thiện cái tình trạng này. Và bên cạnh đó nữa thì bác cũng nên thực hiện một cái chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học, và bác nên áp dụng ngay cái 6 nguồn sinh lực mà bác sĩ cũng đã nói ở phần đầu, để giúp cho chúng ta ổn định cái tình trạng đường huyết. Như vậy thì là chúng ta vừa sử dụng thuốc điều trị tiểu đường này, kết hợp với sử dụng sản phẩm Bolidiabet, và kết hợp với một cái lối sống khoa học để tạo thành một cái kiềng ba chân rất là vững chắc, để giúp cho chúng ta phòng ngừa được các cái biến chứng cũng như là giúp cho người bệnh tiểu đường hoàn toàn có thể sống một cách khỏe mạnh ạ. Vâng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Và như vậy là vừa rồi đối với câu hỏi của chúng mình thì bác sĩ cũng đã đưa ra cái lời giải cho chú rồi. Và ở đây thì mình cũng đang thấy cái chỉ số huyết áp của mình, chỉ số đường huyết của mình cao quá, thì mình cũng nên cố gắng đưa nó về cái ngưỡng ổn định để từ đó cải thiện được sức khỏe tốt hơn. Và bên cạnh chế độ ăn uống, luyện tập thể dục thể thao thì chúng ta cũng cần phải có được những cái sản phẩm hỗ trợ, và trong đó sản phẩm Bolidiabet cũng là một cái gợi ý tốt cho quý vị để giúp quý vị có thể yên tâm sử dụng lâu dài, bởi vì đây là một cái sản phẩm chiết xuất từ thảo dược tự nhiên an toàn, lành tính, không có tác dụng phụ và cũng không tương tác với những cái loại thuốc tây y khác, nên chúng ta có thể yên tâm sử dụng, miễn sao là cái thời gian cách giữa hai loại thuốc nó cũng xa nhau từ 1 đến 2 tiếng để sản phẩm có thể phát huy được tốt nhất vai trò của nó. Và mọi thông tin liên quan đến sản phẩm thì quý vị và các bạn có thể gọi ngay về tổng đài của tư vấn miễn cước là 1800 1044. Còn nếu quý vị muốn trò chuyện trực tiếp với bác sĩ Vân Anh trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta hãy nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1900 3365 quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Cũng vẫn là thông qua tổng đài 1900 3365, chúng tôi cũng nhận được câu hỏi của cô Phan Thị Hoài, 67 tuổi ở Hòa Bình thế này ạ. Thưa bác sĩ, tôi bị tiểu đường nhưng trước giờ tôi kiểm soát đường huyết rất tốt. Mỗi ngày tôi chỉ uống có một viên thuốc tây thôi, mà tôi ăn hoa quả, ăn cơm, ăn thức ăn tới no. Mà đường huyết cũng chỉ ở trên 6 thôi. Nhưng không hiểu sao từ Tết đến giờ đường huyết của tôi thất thường, lúc 8, 9, lúc 10, thậm chí là có thể lên đến 11. Tôi cũng đã phải tăng liều thuốc tây lên gấp đôi thì đường huyết mới xuống được mức 8, mà coi như tôi ăn rất ít. Hôm trước có ăn thêm một ít mà tôi đo đường huyết nó đã lên đến 10 rồi. Xin hỏi bác sĩ tình trạng của tôi thế nào, có thể sử dụng sản phẩm Bolidiabet được không ạ? Vâng. Vâng ạ, xin chào bác Hoài và cảm ơn bác cũng đã gọi điện về cho chương trình. Và theo như chia sẻ của bác thì là bác cũng nói là trước kia thì là bác sử dụng bác tiểu đường cũng đã giờ lâu rồi, 8 năm rồi. Thế nhưng mà tuy nhiên thì bác cũng chỉ sử dụng một viên thuốc thôi, thuốc uống, và cái chế độ ăn uống thì cũng không cần phải kiêng khem nhiều, thì đường huyết nó ổn định. Nhưng mà sau Tết đến giờ thì lại đường huyết của bác nó lại tăng cao. Thế thì nó cũng sẽ có những cái nguyên nhân. Và thứ nhất thì chúng ta biết được là đối với trong những ngày Tết ý, thì thường là theo cái Tết truyền thống thì ở trong mỗi gia đình là chuẩn bị rất nhiều những các cái thức ăn, rồi là những cái bánh kẹo để tiếp khách. Nên là chỉ cần là chúng ta ví dụ như là chúng ta tiếp khách, chỉ cần mỗi một khách chúng ta chỉ cần nhâm nhi một chút thôi, những cái bánh kẹo hoặc là mứt thôi, thì cũng đã làm đường huyết tăng cao rồi. Chưa kể nữa là trong bữa ăn thì cũng có rất nhiều những các cái loại thức ăn, ví dụ đặc biệt như là xôi này, rồi là bánh chưng này, rồi là nhất nhiều những cái loại đạm này, cái mỡ từ động vật, tất cả những cái đó thì nó cũng sẽ là một cái nhóm những yếu tố mà nó sẽ làm cho cái đường huyết của chúng ta, mặc dù chúng ta ăn mỗi lần một tí thôi nhưng mà ăn nhiều lần thì nó cũng sẽ dẫn làm đường huyết tăng cao. Vâng, tiếp theo nữa đó chính là cái việc mà chúng ta cái chế độ sinh hoạt nữa. Chúng ta biết trong ngày Tết thì thường bao giờ là chúng ta cũng phải lo toan nhiều hơn này, chúng ta phải gấp gáp nhiều hơn, rồi là chúng ta phải thu dọn nhà gia đình, chúng ta phải tổ chức những bữa ăn, những bữa tiệc, rồi là những cái việc tiếp khách nữa, nên là làm cho cái sinh hoạt của chúng ta nó cũng sẽ bị thay đổi, đảo lộn rất nhiều so với trước kia. Nên là cái vấn đề ngủ nghỉ của chúng ta, thư giãn của chúng ta cũng sẽ ít hơn. Và đây cũng là những cái yếu tố do cái chế độ sinh hoạt của chúng ta không điều độ, nó cũng sẽ làm cho chúng ta là sẽ đường huyết cũng
cũng sẽ bị tăng cao, chưa kể là ăn uống thất thường nữa. Và ngoài ra nữa thì chúng ta biết được là đối với những các cái thuốc điều trị tiểu đường ấy, thì cũng có thể đến một cái giai đoạn nào đó nó sẽ gây tình trạng nhờn thuốc, quen thuốc và cái hiệu quả nó cũng sẽ kém, và thường thì là các bác sĩ cũng sẽ phải tăng liều lên, và đấy cũng là có thể là những yếu tố. Và chưa kể nữa là có thể là bác cũng thử xem là mình có trong cái giai đoạn này mình có sử dụng thêm cái thuốc nào không, ví dụ như những cái thời tiết này, lứa tuổi mình cao này, có thể có nhiều các cái bệnh lý kèm theo nữa, đặc biệt là vào cái dịp Tết này thì cái thời tiết nó rất lạnh, chúng ta có thể sử dụng những các cái thuốc điều trị bệnh xương khớp nữa, cũng có thể như vậy. Thì cũng có thể đấy là những nguyên nhân mà làm cho cái đường huyết của mình nó tăng không thể kiểm soát được, nên là bác cũng nên đi thăm khám để biết được xem là cái nguyên nhân tăng đường huyết nó là cái gì. Còn đối với cái sản phẩm Body Diabetes này thì đây là một cái sản phẩm mà nó có cái hoàn toàn từ các cái thiên nhiên, và đặc biệt nữa là nó có các cái thành phần như là thảo dược, như là dây thiều canh này, mướp đắng này, hạt mê thi, lô hội và quế, cũng như là kết hợp với các nguyên tố vi lượng, đó chính là kẽm, chrome, magie, selen, rồi là acid alpha lipoic. Thì những cái thành phần này nó có tác dụng là hạ và ổn định đường huyết ở ngưỡng an toàn. Và thứ hai nữa là nó còn có cái tác dụng nữa là ngăn ngừa các cái biến chứng nếu chưa có do bệnh nhân tiểu đường, hoặc là nếu có các biến chứng rồi thì nó sẽ làm giảm nhẹ các biến chứng. Nên là đối với các cái sản phẩm này qua nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông, thì cũng đã cho thấy rằng cái kết quả hạ và ổn định đường huyết ở cái mức độ khá và tốt, đã chiếm đến 96,67%, và không có những cái tác dụng không mong muốn, nên là cho người sử dụng, nên là bác hoàn toàn mình có thể yên tâm sử dụng. Và những cái vấn đề tăng đường huyết có lẽ là do những các cái dịp Tết, hoặc là do chúng ta sử dụng các thuốc gì thì chúng ta cũng nên biết để điều chỉnh. Và ngoài ra thì bác vẫn nên giữ một cái chế độ ăn uống sinh hoạt lành mạnh, trở về như cũ đi ạ, và nên thực hiện 6 cái nguồn sinh lực mà bác sĩ cũng đã nói ở phần đầu, để giúp cho chúng ta ổn định cái tình trạng đường huyết. Và khi sử dụng cái sản phẩm Body Diabetes thì chúng ta nên sử dụng kéo dài. Ví dụ bác đã sử dụng 2 tháng rồi thì bác nên sử dụng kéo dài từ 3 đến 6 tháng này, sau đó bác nghỉ một đợt và bác hoàn toàn có thể sử dụng lặp lại. Vì chúng ta biết là với những cái sản phẩm này thì nó sẽ rất là chúng ta sử dụng càng lâu thì nó sẽ càng tốt và càng bền vững cho chúng ta, nên là bác nên sử dụng lâu dài bác nhé. Dạ vâng ạ, như vậy là vừa rồi bác sĩ cũng đã đưa ra những cái lời khuyên cho chú rồi, và hy vọng là qua những cái thông tin mà bác sĩ cũng đã chia sẻ thì chúng ta cũng sẽ có thêm những cái cách thức chăm sóc sức khỏe của mình tốt hơn, và cũng rất là mong cô cũng sẽ không để cho mình bị căng thẳng quá hay là mình làm việc quá sức, thì nó cũng sẽ có thể dẫn đến những cái tinh thần không được tốt, và nó cũng có thể làm bệnh tình tăng thêm. Và với sản phẩm Body Diabetes thì mình hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng vào thời điểm này, đây cũng là cái thời điểm mà mình nên sử dụng để giúp duy trì được một cái chỉ số đường huyết ổn định, và hơn nữa là cũng sẽ phòng ngừa những cái biến chứng nguy hiểm do bệnh lý tiểu đường có thể gây ra. Với sản phẩm Body Diabetes là một sản phẩm chiết xuất từ thảo dược tự nhiên, an toàn, lành tính, không có tác dụng phụ và cũng không tương tác với những cái loại thuốc tây y khác. Đây là một sản phẩm cũng đã được nghiên cứu chứng minh lâm sàng tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông, và cũng đã cho kết quả là có đến 96,67% người dùng là đã cho những cái phản hồi tốt, và để từ đó chúng ta có thể yên tâm sử dụng sản phẩm này. Và mọi thông tin liên quan đến sản phẩm Body Diabetes thì quý vị và các bạn có thể gọi ngay về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1044 để có thêm những thông tin cần thiết, và ngoài ra chúng ta cũng sẽ có cơ hội tham gia vào chương trình mua 6 hộp Body Diabetes loại 60 viên thì quý vị sẽ được tặng thêm một hộp Body Diabetes loại 30 viên nữa. Quý vị đừng quên gọi 1800 1044 quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu kết nối nữa mà chúng tôi cũng đã nhận được từ phía quý vị khán giả. Chú Hải, 80 tuổi ở Hà Nội, có số điện thoại những số cuối là 0424 cũng đã gọi về cho chương trình. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những câu chuyện của chú ạ. Alo chương trình, xin chào chú Hải ạ. Vâng, xin chào bác ạ. Dạ. Chú ơi, chú có thể... Tôi muốn hỏi bác sĩ đấy. Dạ vâng ạ. Bởi vì tôi bị tiểu đường từ năm 2000, tức là hơn 30 năm rồi. Vâng ạ. Và tôi đã biến chứng rồi. Bác bị làm sao ạ? Thay thủy tinh thể rồi, đã phải can thiệp tim rồi. Thủy tinh thể, và bây giờ tôi đang suy thận độ 4. Cơ xương khớp là hỏng hết rồi. Dạ vâng. Sơ vỡ động mạch rồi. Vâng ạ. Bây giờ đồng chí giúp cho tôi tư vấn xem là cách gì ấy, bởi vì tôi cứ hàng tháng đến bệnh viện là cứ phải xét nghiệm máu. Vâng. Xét nghiệm máu xong là truyền dịch. Dạ. Vâng ạ.
Vâng ạ, xin chào bác Hải. Vâng, theo như chia sẻ của bác thì là bác năm nay là 80 tuổi này. Vâng, và bác đã bị tiểu đường cũng đã rất là lâu rồi đúng không ạ? Vâng. Quá lâu rồi, 30 năm rồi. À, 30 năm rồi đúng không bác? Vâng. Và bác vẫn phải thường xuyên đến bệnh viện này. Mỗi một lần hết thuốc là bác đi khám và được xét nghiệm, như vậy là rất tốt bác nhé. Bác lừa thường xuyên là bác sẽ tuân thủ theo đơn của bác sĩ này và đi thăm khám khi hết tôi thuốc. Tôi thưa bác sĩ là tháng nào tôi phải đến bệnh viện để xét nghiệm máu. Dạ, vâng ạ. Vâng, vâng. Mà như vậy xét nghiệm máu cái là phải đi cấp cứu ngay là để chuyên dịch. Dạ, vâng ạ. Vâng. Thế mà vâng ạ. Và cũng vì là tiểu đường cao và thứ hai là suy thận độ 4 cho nên phải chuyển dịch ngay. À, bác bị suy thận độ 4 rồi đúng không bác? Vâng. Đấy, tức là bác cũng có chia sẻ là sau 30 năm mà bác bị bệnh tiểu đường là bác cũng đã có xuất hiện rất nhiều các cái biến chứng rồi, đặc biệt trong đó như là biến chứng suy thận này, những biến chứng trên tim này, rồi bác đã phải thay thủy tinh thể rồi, đục thủy tinh thể, bệnh nhân đái tháo đường cái thủy tinh thể nó cũng bị đục rất là sớm. Vâng. Bị xơ vỡ động mạch nữa. Vâng, rất nhiều các cái biến chứng. Và cái tôi bị năm 2000 cùng với nhạc sĩ Phú Quang, Phú Quang đi Mỹ về mang cái máy về cho tôi mà để để kiểm tra đường huyết thì bắt đầu phát hiện năm 2000. Vâng đấy ạ. Vâng. Nhưng mà uống thuốc từ thời ấy là uống ở Việt Xô toàn thuốc Pháp với thuốc Mỹ mà không cũng không giải quyết được cái gì và đến cuối cùng là phải can thiệp tim. Vâng ạ. Vâng. À, thế thì là bác cũng đã. Vâng. Dạ vâng. Thế thì bác cũng đã sử dụng thuốc rồi, thì bên cạnh đó thì trong cái trường hợp này bác nhé, thì bác nên kết hợp với một cái giải pháp từ thảo dược, nó rất là an toàn, lành tính và hiệu quả mà trong chương trình hôm nay đang giới thiệu đấy bác ạ. Đó chính là sản phẩm Polinivet. Vâng, đúng rồi ạ. Bác sử dụng bao tiền một lọ nhỉ? À vâng ạ, thì để tí nữa thì cũng bao tiền lọ, bọn nó bán đắt lắm. À, vâng ạ, thì cái sản phẩm này nó rất phù hợp đối với bác nhá. Thì là đây là sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, là cái loại thảo dược này kết hợp với các nguyên tố vi lượng. Và đặc biệt ở trong này nữa, bác có xơ vỡ động mạch thì trong này rất nhiều các cái thành phần nó làm giảm cái tình trạng rối loạn mỡ máu và cái tình trạng xơ vỡ động mạch đấy ạ. Trong đó như là có như là quế này, thế rồi là các cái mướp đắng này, lô hội này, mê thi này, đây tất cả những cái đấy, và đặc biệt nữa là dây thiều canh, nó không những là có tác dụng hạ và ổn định đường huyết ở ngưỡng an toàn mà nó lại còn có cái tác dụng là và hạ cả cái mỡ máu và ngăn ngừa cái tình trạng xơ vỡ động mạch nữa bác ạ. Và cái xơ vỡ động mạch trên bệnh nhân tiểu đường nó là một nguyên nhân chính gây nên những cái biến chứng tim mạch trên bệnh nhân đái tháo đường. Thế nên là đối với sản phẩm này thì bác nên sử dụng bác nhé. Nó vừa có tác dụng hạ và ổn định đường huyết này, nó vừa tác dụng ngăn ngừa các cái biến chứng trên cơ thể của mình mà nếu mà chưa có, còn nếu mà đã có rồi thì nó sẽ làm giảm các cái biến chứng này đi, ví dụ như biến chứng trên tim, trên não, trên thận, trên mắt của bác nữa. Và ngoài ra nữa thì nó cũng có cái tác dụng nữa là hạ mỡ máu và ngăn ngừa cái tình trạng xơ vỡ động mạch. Nên là bác có thể tham khảo trong chương trình hôm nay. Và chỉ cần là cái này đã được bào chế dưới dạng viên rồi bác ạ. Sử dụng mỗi một ngày bác sử dụng 4 viên chia làm 2 lần sáng và chiều. Thế và bác chỉ cần sử dụng trong vòng 1 tháng thôi là đã đường huyết của mình đã giảm rồi. Và khi mà mình sử dụng 3 tháng là nó cũng đã giúp cho đường huyết và chỉ số HbA1c là nó đã mức giữ ở mức an toàn và ổn định, ngưỡng an toàn và ổn định, và đặc biệt nó phòng ngừa các biến chứng nữa. Thế nên là bác sử dụng, và khi mà bác sử dụng đối với sản phẩm này thì nó sẽ không gây bất cứ một cái tương tác gì đối với các cái thuốc Tây y mà bác đang dùng bác nhé. Nên là mình hoàn toàn có thể yên tâm mình sử dụng để giúp ổn định cái tình trạng, vì bệnh tiểu đường là một cái bệnh lý mãn tính và gần như chúng ta phải sử dụng thuốc suốt đời. Nên là bác sử dụng ngay, kết hợp ngay sản phẩm Body Diabetes để giúp ổn định cho mình. Và đặc biệt nữa là cũng bác cũng nên duy trì một cái chế độ ăn uống sinh hoạt khoa học, và đặc biệt nữa là áp dụng 6 nguồn sinh lực. Đây là một cái chế độ ăn uống sinh hoạt của các nhà khoa học đã đưa ra để giúp cho ổn định cái tình trạng các bệnh lý mãn tính, trong đó có bệnh lý tiểu đường bác nhé. Thế còn về câu hỏi của bác thì cũng xin được MC trả lời ạ. Dạ vâng ạ, Hương Quỳnh xin phép cũng được trả lời đối với câu hỏi của bác Hải. Đấy là với sản phẩm Bonia Diabetes hiện nay một lọ 60 viên có giá là 405.000 đồng. Và đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay khi mà chúng ta nhanh tay gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1044 thì chúng ta vẫn có cơ hội tham gia vào chương trình mua 6 tặng 1, tức là mua 6 lọ Bonia Diabetes loại 60 viên thì quý vị sẽ được tặng thêm một lọ 30 viên nữa. Chương trình ưu đãi này thì chỉ dành cho 100 quý vị khán giả đầu tiên thôi ạ, nên rất mong quý vị nếu ai đang quan tâm đến sản phẩm Bonia Diabetes, chúng ta cũng sẽ gọi ngay về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1044 để tìm hiểu kỹ hơn về sản phẩm cũng như là có cơ hội tham gia vào chương trình khuyến mại đặc biệt ngày hôm nay. Và cũng mong rằng là chú Hải cũng sẽ nhớ những cái lời bác sĩ cũng đã chia sẻ với mình và đưa ra cái lời khuyên cho mình như vậy, thì mình cũng sẽ cố gắng thay đổi cái chế độ ăn uống, tập luyện rồi sử dụng
dụng thêm sản phẩm Boni Diabetes thì chúng ta cũng sẽ mong rằng sức khỏe của chúng ta sẽ tốt hơn được trong thời gian tới, tránh cái việc là mình sẽ có thêm những cái biến chứng nguy hiểm. Chứ bây giờ bác cũng đã có rất là nhiều cái biến chứng do bệnh lý này gây ra rồi, thì mình cũng sẽ sử dụng sản phẩm Boni Diabetes để có thể hỗ trợ duy trì được cái chỉ số đường huyết ổn định và tránh có thêm những cái biến chứng khác chúng nhé. Và thưa quý vị và các bạn, với sản phẩm Boni Diabetes là một cái sản phẩm duy nhất trên thị trường hiện nay có các nguyên tố vi lượng. Những cái nguyên tố vi lượng này nằm trong thành phần các enzyme chuyển hóa đường, từ đó sẽ giúp hạ và ổn định đường huyết cũng như chỉ số HbA1c, ngăn ngừa biến chứng tiểu đường. Khi sử dụng Boni Diabetes mang tới những cái hiệu quả như là giúp hạ và ổn định đường huyết về ngưỡng an toàn, ngăn ngừa tình trạng tụt đường huyết quá mức, giúp hạ và ổn định chỉ số HbA1c, giúp ngăn ngừa tiền tiểu đường tiến triển thành tiểu đường và giúp giảm liều thuốc tây tiểu đường, từ đó sẽ giảm gánh nặng lên gan thận cho bệnh nhân bị tiểu đường. Ngoài ra thì nó cũng sẽ giúp giảm liều thuốc tiêm insulin, giúp phòng ngừa và giảm nhẹ những biến chứng nguy hiểm của bệnh tiểu đường trên tim, gan, thận, mắt, thần kinh, giúp hạ mỡ máu. Và khi sử dụng Boni Diabetes thì quý vị có thể sử dụng với liều 4 viên một ngày, sau 1 tháng sẽ thấy đường huyết giảm dần, còn sau 3 tháng sẽ thấy chỉ số đường huyết và chỉ số HbA1c hạ và ổn định ở ngưỡng an toàn. Bên cạnh đó, những triệu chứng như là mệt mỏi, khát nước, tiểu đêm, thèm ăn và những biến chứng như là tê bì chân tay, mờ mắt, vết thương lâu lành cũng sẽ giảm rõ rệt. Boni Diabetes được sản xuất bởi công nghệ Microfoodizer, là một cái công nghệ siêu nano hiện đại bậc nhất trên thế giới tại nhà máy đạt chuẩn GMP của FDA, của Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ cũng như của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Boni Diabetes cũng đã được kiểm chứng lâm sàng về hiệu quả tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Đông, hiệu quả hạ và ổn định đường huyết sau 3 tháng sử dụng cho kết quả tốt và khá lên tới 96,67% và không xuất hiện bất cứ một tác dụng phụ nào trong quá trình kiểm nghiệm. Chính vì thế mà quý vị và các bạn có thể yên tâm sử dụng thêm sản phẩm này và có thể nhanh tay gọi ngay về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1044 để có cơ hội tham gia vào chương trình khuyến mại nhé. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình tư vấn sức khỏe của chúng tôi xin phép cũng được khép lại, và cũng xin được cảm ơn bác sĩ Vân Anh đã dành thời gian đến với chương trình và đưa ra những lời khuyên hữu ích cho quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi, và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Boni Diabetes đã đồng hành cùng với chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.